Lúc đấy bọn em bới đồ sang chị. Lúc đấy bọn em đem đồ sang. Cái phòng của chị mặc đồ lắm, tại chị cao á, chị cao với tướng của chị sang. Mặc bộ đồ trắng này cài cái tóc lên là như cô dâu vậy nhỉ. Cài càng đơn giản càng đẹp đấy chị. Thấy mấy người đi chụp ảnh cưới người ta bò người ta lăn thấy tội này. Ngày xưa em với đứa em học đi học chung một cái báo chí truyền hình đó chị, tới cái phần quay phim dựng phim này, là lúc đấy em nghĩ em vào trong này. Chứ không còn giờ là đi quay phim truyền hình này. Chắc phải đem cái thu âm đi theo em ơi. Mấy cái kênh nước ngoài chị người ta làm cái kiểu như mình nó mà relax, mà cái dạng mà nghe cào xương 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 to lắm kìa, nghe nó đã lắm. Cái người ta đã có cái thu âm người ta đeo. Nghe bà Quỳnh kia lấy giờ mà nổi tiếng kia, mở YouTube lên là thấy bài. À em biết bà Tiên ấy ở miền Tây. Mà bà Tiên ấy sao bà ăn hoài không thấy mập với chị, nhưng con bé Quỳnh nên ăn thấy nó mập vui ha. Vợ em hai đứa rồi mà vẫn eo con kiến ăn hoài không mập. Tại vợ em không chịu ăn mỡ ấy chị, ăn mà gặp miếng mỡ nào là bỏ ra.
cho nhiều tiền nó phải sợ mất hết tiền nên lại ngồi lo ốm thêm. Chung là cái em đọc một cuốn sách mà thấy cái người giàu á chị, họ không làm việc để kiếm tiền. Em cứ nghe đi nghe lại hoài, họ cũng kiếm tiền kiếm gì, sau này mới biết là họ làm việc để họ kiếm dòng tiền cái gì, cho họ bao nhiêu tiền họ không làm, họ làm để họ kiếm dòng tiền. Mà mình cứ thích là có nhiều tiền nhưng mà nhiều tiền là nó tiêu cũng hết á, đâu đấy mỗi tháng mà tự nhiên có nhà cho thuê á chị, mỗi tháng mà có được 30-40 triệu nhà cho thuê mình đâu cần phải làm gì đâu, mà ăn hết rồi nó lại có lại. Như ví dụ như mình cầm vài trăm hoặc 1 tỷ bạc thì mình ăn chập nó hết bố ấy. Nên nếu ước là có dòng tiền như là ước có tiền, ước có dòng tiền là ngon. Cái quán của anh gì bên này á, là vào gội đầu là không nói chuyện thôi chị, trong này người ta ghi là không được nói chuyện, giữ im lặng, làm cả gần tiếng tiếng cái quán của anh gì ở trên này này mà chị nói. Cái phòng đấy nó hơi tối, bọn em quay một lần xong tối om, không không lấy được hình, xong bọn em cái đó là quay xong về là up luôn, không cần phải edit, không cần phải làm chỉnh sửa cắt ghép luôn.